Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với video mới của kênh video Đức Phúc Trần. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Đức Phúc Trần tôi đang có mặt ở thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An. Và khi đến đây, chúng ta muốn tìm lại những cái dấu ấn lịch sử cũng như là những hình ảnh kiên trung của anh hùng cách mạng. Thì tỉnh Nghệ tỉnh ngày xưa, tức là Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay, là nơi sản sinh ra những anh hùng, những người kiên trung cách mạng. Chính vì thế, để tìm hiểu về những thành viên này cũng như những phong trào về Xô Viết Nghệ Tĩnh thì chúng ta hãy đến với bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đỉnh cao, đó là năm 1930-1931. Và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị các bạn chúng ta đồng hành với Đức Phúc Trần tôi. Chúng ta sẽ vào tham quan và nghe thuyết trình về cái phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đỉnh cao đó năm 1930-1931. Quý vị và các bạn thân mến, ở vị trí hiện nay đang là bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh, thì nơi đây trước đây còn là dấu ấn, còn là một cái nguồn gốc xa xưa của một cái điểm cũng khá là đặc biệt. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong để chúng ta được biết rằng là nguyên thủy của điểm này trước đây là gì nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái khu tưởng niệm trước. Kính thưa anh linh các liệt sĩ trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, kính thưa các đồng chí, hôm nay ngày 9 tháng 7 năm 2019, tức ngày 7 tháng 6 năm Kỷ Hợi, đoàn quận ủy quận Bình Tân đến tham quan bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh và tổ chức lễ dâng hoa dâng hương lên anh linh các liệt sĩ trong cao trào cách mạng 1930-1931. Tham dự buổi lễ xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Thinh, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, đồng chí Lê Văn Bảy, Ủy viên Thường vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, đồng chí Dương Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra quận ủy, cùng các đồng chí ủy viên có mặt trong đoàn. Và sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Văn Thinh, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận sẽ thay mặt đoàn kính dâng bó hoa tươi thắm lên anh linh các liệt sĩ. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
1930-1931 là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đã trở thành biểu tượng anh hùng, tinh thần kiên trung bất khuất của những người con trên quê hương xứ sở Lam Hồng. Ngọn lửa Xô Viết nghĩa tính đã trở thành ngọn lửa thiêng, soi sáng, cổ vũ chúng ta vượt qua mọi gian nan thử thách, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Máu đào của các chiến sĩ đã tô thắm lá cờ vẻ vang của Đảng. Tinh thần Xô Viết nghĩa tính luôn cháy sáng trong mỗi chúng ta. Để tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, phút mặc niệm bắt đầu. Nặng lòng vì nước vì dân, và cái tinh cao nhất là đánh từ người Đại Quốc Hồ Chí Minh vĩ
yêu của Việt Nam. Và xin giới thiệu với quý vị bức ảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở núi Đồng Tân Liên, Nam Đàn, nơi ông vua Đen Mai Phúc Loan, vị vua đầu tiên của xứ Nghệ, đã đứng lên cùng với nhân dân đánh đuổi quân xâm lược nhà Đường vào năm 713. Và ghi nhớ công lao to lớn của ông thì ngay sau khi ông mất, nhân dân ta đã lập đền thờ ông ở núi Đồng Tân Liên, Nam Đàn. Và nếu như quý vị có dịp về thăm quê Bắc thì hãy ghé vào xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, thắp một nén hương thơm để tưởng nhớ vị anh hùng của dân tộc. Và tinh thần đấu tranh của nhân dân Nghệ Tĩnh đã được Bác Hồ đánh giá rất cao trong thư gửi Bộ Công Thương Quốc tế Cộng sản ngày 19 tháng 2 năm 1931. Nghệ Tĩnh thật xứng đáng với danh hiệu đó. Đó cũng chính là lời ngợi ca mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tặng cho tinh thần đấu tranh của nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Và khi điều kiện thực tiễn nào về lịch sử bùng nổ cũng đào, xin mời quý vị chúng ta cùng tham quan và tìm hiểu bài số 2. Vâng, xin mời quý vị chúng ta cùng vào tham quan và tìm hiểu bài số 2 để tìm hiểu những cái điều kiện trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Vâng, xin mời quý vị chúng ta cùng di chuyển vào phía sau ạ. Thực dân Pháp đã xây dựng hàng loạt các nhà máy ở khu vực Vinh Bến Thủy,
như nhà máy gỗ Xiêm, nhà máy Cơ La Vinh, vân vân. Và người dân miền Tĩnh mất đất thì phải vào làm thuê cho các nhà máy xí nghiệp bán sức lao động để nuôi thân. Đây là cảnh trẻ em dưới 15 tuổi phải vào làm thuê trong nhà máy Xiêm và phụ nữ. Mỗi ngày thì họ phải làm việc từ 12 đến 17 tiếng, bản cơm thì vẫn không đủ ăn, họ cũng không đủ mặc. Ở đây giới thiệu với quý vị bộ sưu tập ấm chén bát đĩa của nhà những người nông dân nghèo Nghệ Tĩnh dùng trang bữa ăn cầm hơi trong những năm 1930-1931 cho ta thấy cái đời sống khổ cực của người dân Nghệ Tĩnh lúc bấy giờ. Và những cái bộ quần áo bạc trăm mảnh như thế này được đặt bên cạnh bộ sưu tập ấm chén bát đĩa của địa chủ Long Kiến, cho ta thấy sự đối lập cuộc sống. Và ở vùng miền Tây Nghệ Tĩnh thì thực chất pháp vốn đất để làm đồn điền trồng chè và thuê cả cao su. Và chắc hẳn trong số quý vị đây cũng đã nghe đến những câu ngôn rất là ai oán rằng cao su đi dễ khóng trời, khi đi trai tráng khi về bụng beo. Và nếu như người khu đồn điền có chết thì thực chất pháp cũng lấy xác cho họ để cống cho thân cây cao su. Và xin giới thiệu với quý vị đồn điền trực tiếp thứ ba, đó là sự truyền bá chủ nghĩa bằng thông tin trên mảnh đất Nghệ Tĩnh thông qua hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và những học trò sâu sắc nhất của mình. Thì như chúng ta đã biết, ngày 5 tháng 6 năm 1911, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc của chúng ta đã rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Và đến tháng 12 năm 1920, người đã tham dự lại một tour tại Pháp. Tại đây người đã cải cứu 8 hải quốc tế bang, một tổ chức yêu nước và tên vật cho những người bị áp bức trên toàn thế giới. Và từ một người Việt Nam yêu nước chân chính thì Nguyễn Ái Quốc của chúng ta đã trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên trên đất Pháp. Giới thiệu với quý vị đây là chân dung những vị lãnh tụ, chân dung những học trò xuất sắc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau này đều giữ những chức vụ cao trong các tổ chức đảng quê ở Nghệ Tĩnh. Đó là đồng chí Trần Phú, quê ở Thọ Hà Tĩnh, làm tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta năm 1930-1931. Đồng chí Lê Hồng Phong, quê ở Hưng Nguyên, Nghệ An, là tổng bí thư của Đảng năm 1935-1936. Đồng chí Hà Huy Tập, quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, là tổng bí thư của Đảng năm 1936-1938. Và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, bí thư thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn năm 1939. Và ở trong chiến tù này thì giới thiệu với quý vị những cái hiện vật của đồng chí Hà Huy Tập dùng trong thời gian dạy học ở quê nhà cũng như trong thời gian dạy học ở Tô Lan, Nha Trang. Đây là một cái kỷ vật nhỏ của đồng chí Hà Huy Tập mua tặng cho con gái mình là Hà Thị Hồng trong thời kỳ đồng chí dạy học ở Tô Lan, Nha Trang. Và tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu điều kiện quả thanh hai trong các tỉnh đảng bộ ở Nghệ Tĩnh. Thì giới thiệu với quý vị những cái hiện vật của hai tổ chức yêu nước Tân Việt và Thanh Liên đã sử dụng trong thời gian từ năm 1928 đến năm 1931. Xin giới thiệu với quý vị, đây là một chiếc ví da của bà Hoàng Ngọc Anh. Nhìn bề ngoài thì chúng ta thấy rằng chiếc ví rất là nhỏ nhắn, dùng để đựng một ít trang sức cũng như tiền bạc của phụ nữ. Nhưng ở ngăn trong kín đáo thì bà Quỳnh Anh đã khéo léo cất giấu tài liệu cho chồng mình là đồng chí Trần Tố Trần trong thời kỳ hoạt động ở Thái Lan. Và đặc biệt trong chiến tù này giới thiệu với quý vị chiếc hộp gỗ của ông Nguyễn Xuân Bách ở Tổng Vạn Thần, Diễn Châu, Nghệ An. Vào năm 1926 thì ông Nguyễn Xuân Bách được giao nhiệm vụ đưa tài liệu và truyền đơn về nước. Khi đi qua cửa khẩu biên giới Việt Trung, để che mắt bọn mật thám chó săn rình rập, thì đồng chí Nguyễn Xuân Bách cùng với các bạn của mình đã nghĩ ra một kế đó là tổ chức một đám ma giả. Các đồng chí đã mua một cỗ quan tài, và đồng chí Nguyễn Xuân Bách đã giả vờ chết nằm trong cỗ quan tài với đầu lên chiếc hộp gỗ này. Lúc này trong hộp gỗ được tài liệu và truyền đơn cần được chuyển về nước, và trên hộp gỗ thì phủ một tấm vải đỏ. Nhờ cái sự mưu trí và sáng tạo đó thì rất nhiều tài liệu truyền đơn cũng như tính mạng của các đồng chí đã được về nước an toàn và kịp thời. Đất Nghệ Tĩnh thì chỉ có hai cách in thôi, đó là in litho trên bàn đá và in thạch. Ở đây giới thiệu với quý vị đây là sưu tập những cái hiện vật dùng để bằng phương pháp in thạch. Và thạch thì bây giờ chúng ta thường nguyên liệu của chúng ta đó là làm từ sắt biển ạ. Bây giờ cả các em nhỏ rất là thích ăn, đó là thạch được làm từ sắt câu và sắt biển. Chúng ta bỏ sắt biển vào những chiếc nồi đồng như thế này nấu chín,
sau đó đổ lên khuôn làm thẳng. Khuôn in tài liệu có thể là những chiếc mâm chè như thế này hoặc là mâm đồng. Những vật có đường dừa cao khoảng 2cm thì được làm khuôn in tài liệu cho bạn ạ. Ta viết một bản tài liệu cần in bằng một tiếng như thế này, úp lên và phạch thì ta sẽ được một khuôn chữ trái. Và khi lấy giấy gió miết lên khuôn chữ trái đó thì ta sẽ được một bản tài liệu cần in như thế này. Và với cách in cực kỳ đơn giản như trên thì chỉ cần qua một đêm đã có hàng trăm tài liệu đã theo chân các anh chị giao liên đến tận tay tỉnh người dân lao động ở Nghệ Tĩnh. Và công tác in ấn thì tuy đơn giản nhưng cũng không kém phần vất vả, vì tổ ấn bản của chúng ta phải làm việc ban đêm và phải di chuyển liên tục, di chuyển nhiều nơi để tránh sự theo dõi của mặt hàng. Và... đây chúng ta thấy rằng Nghệ Tĩnh có một cái vị trí rất là đặc biệt. Phía Bắc thì giáp Thanh Hóa, phía Nam thì giáp với Quảng Bình, phía Đông là đường bờ biển dài và phía Tây là dãy Trường Sơn hùng vĩ tạo thành đường biên giới Việt Lào vững chắc. Và ở trên sa mạc này chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng ở nơi những nơi có bóng điện tròn tròn như thế này là những nơi nổ ra phong trào xây dựng Nghệ Tĩnh. Thì nhìn vào đây chúng ta thấy rằng ở khắp hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đều có phong trào xây dựng Nghệ Tĩnh nổ ra. Và trong phong trào xây dựng Nghệ Tĩnh được mở đầu bằng cuộc đấu tranh ngày 1 tháng 5 của công nông Vinh Bến Thủy. Tiếp đến là cuộc đấu tranh ngày 30 tháng 8 của nhân dân Nam Đàn. Ngày 11 tháng 9 là cuộc đấu tranh của 20,000 nhân dân Thanh Chương vượt sông Lam sang vây phá Việt Đường. Và đỉnh cao là của phong trào xây dựng Nghệ Tĩnh là cuộc đấu tranh ngày 12 tháng 9 của nhân dân Hương Nguyên và nhân dân Nam Đàn. Đây là hình ảnh chiếc máy bay trực thăng của thực dân Pháp đang ném bom vào đoàn biểu tình vào ngày 12 tháng 9 tại ngã ba Thái Lão ở Hương Nguyên, đã đưa phong trào xây dựng Nghệ Tĩnh lên tới đỉnh cao của phong trào cách mạng trong toàn quốc. Và ngày 12 tháng 9 đã đi vào lịch sử được chọn làm ngày kỷ niệm của Xây dựng Nghệ Tĩnh hàng năm. Và ở phòng này xin mời quý vị chúng ta cùng hướng lên bức tranh trưng bày về đề tài Xây dựng Nghệ Tĩnh ạ. Vào năm 1958, khi Hội Mỹ thuật Việt Nam được thành lập thì Bác Hồ của chúng ta ngoài ý muốn xây dựng một bức tranh về đề tài Xây dựng Nghệ Tĩnh. Và dựa theo phác thảo của họa sĩ Nguyễn Đức Lùng thì Hội Bảo hình Việt Nam đã sáng tạo ra bức tranh về phong trào Xây dựng Nghệ Tĩnh. Nhìn vào bức tranh chúng ta thấy rằng trong tiếng trống lệnh rền vang rực rã, từng đoàn người áo nâu tượng trưng cho nông dân hòa vào đoàn người áo xanh tượng trưng cho công nhân cùng với lực lượng tự vệ tay gậy tay mãn hỗ trợ. Đoàn biểu tình người xông lên đương đầu với bom đạn và súng máy của kẻ thù với khí thế. Trên xóm cả cờ đài bất thẳng, dưới đất bằng giấy trắng tung ra, dưới đường một trận sông pha, bên kia đạn sắt bên ta vang vàng. Và trên thời thì Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã rất thích cả hình thức lẫn nội dung thể hiện của bức tranh. Và bạn đã cho in là 3 bản ạ. Một bản thì bạn tặng bảo tàng Lenin Grad, một bản thì bạn tặng bảo tàng Việt Bắc và một bản nữa thì bạn dành tặng cho bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đây là bảo tàng duy nhất trong hệ thống bảo tàng Việt Nam của chúng ta được bạn tặng cái bức tranh trưng bày về đề tài Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đó cũng chính là niềm vinh dự và tự hào của Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ạ. Và diễn biến cụ thể của phong trào như thế nào thì mời chúng ta cùng tham gia quan kết ở đoạn thông trung tâm. Chúng ta vừa tìm hiểu về những nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp có khi thành lập các tỉnh đảng bộ Nghệ An Hà Tĩnh. Và tại thành hai này, xin được giới thiệu với người đồng minh về diễn biến của phong trào xây dựng Nghệ Tĩnh và thành quả nghĩa ảnh hưởng của phong trào. Và ở đây thì xin được giới thiệu với đồng minh tên chính là Tô Công Minh, xuất phát từ cuộc đấu tranh ngày 1 tháng 5 năm 1930 với sự kết hợp của ba lực lượng đó là công nhân, nông dân và binh lính. Và đây là bức tường đã khắc họa lại cái sự đoàn kết của ba lực lượng trong cuộc đấu tranh mở đầu của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Và hiện nay thì bức tường đang được đặt trang trọng nơi cách đây 89 năm về trước nổ ra phong trào. Mà không biết là đoàn mình có di chuyển sang Hà Tĩnh không ạ? Chiều đúng không ạ? Và khi buổi chiều thì đoàn mình di chuyển sang tỉnh Hà Tĩnh đấy, thì đi qua cầu Bến Thủy thì đoàn mình nhìn về phía dưới chân cầu Bến Thủy phía bên phải đấy, thì bức tượng này đang được đặt trang trọng nơi cách đây 89 năm về trước nổ ra phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh ạ. Và ngày 30 tháng 8 dưới sự lãnh đạo của các đồng chí Nguyễn Sinh Duyên và Đặng Chính Kỷ với 3.000 nhân dân Nam Đàn đã mang pháo mắc gậy cầu Triệu Văn Lăng kéo về huyện đường phá hủy nhà Lao, tiêu hủy toàn bộ sổ sách giấy tờ và giải thoát công chính trị và bắt tri huyện Lê Khắc Tượng là người bảo áo xanh ở đây ký tên đóng dấu vào lá cờ có ghi yêu sách của quân chúng đó là Nam Đàn tri huyện Huyền Quan tự tư dị hậu bất đắc nhiều nhiễu nhân dân, có nghĩa là tri huyện Nam Đàn từ nay về sau không được nhiều nhiễu nhân dân nữa. Và giới thiệu một người đồng minh, đây chính là chân dung của đồng chí Nguyễn Sinh
Xiên chính là ông nội của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên là chủ tịch Quốc hội của nước Việt Nam của chúng ta đấy ạ. Và trước mắt của chúng ta đây chính là bức phù điêu khắc họa lại hình ảnh của nhân dân Nghệ Tĩnh trên sông Hoa trong phong trào xung kích Nghệ Tĩnh 1930-1931. Và nổi bật lên bức phù điêu đó chính là hình tượng của người phụ nữ đang cầm điều dẫn đầu đoàn biểu tình, và thể hiện được cho chúng ta thấy được rằng người phụ nữ dưới chế độ phong kiến thực dân thì bị xem là lợi dưỡng của xã hội. Thế nhưng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì đã chắc thêm cho các chị em sức mạnh để dưới lá cờ quang huy của Đảng đứng lên, góp phần làm nên một cuộc cách mạng long trời chuyển đất mà đỉnh cao chính là xung kích Nghệ Tĩnh. Và phong trào xung kích Nghệ Tĩnh, xin mời chị Lâm Minh chúng ta di chuyển ạ. Phong trào xung kích Nghệ Tĩnh vào ngày 1 tháng 9 năm 1930 dưới sự lãnh đạo của các đồng chí Trần Hữu Doãn, Nguyễn Như Kỵ, Nguyễn Lâm Yên thì hơn 2 vạn nhân dân Thanh Chương đã vượt sông Lam sang vây phá huyện Đường, đánh dấu sự ra đời đầu tiên của chính quyền Xô Viết trong hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Và đây thì xin đặc biệt giới thiệu với đồng minh, đây chính là mìn chai do từ vệ đảo Nguyễn Lâm Yên làm lại để tặng cho bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Và cách làm mìn chai thì rất là đơn giản. Đầu tiên thì chúng ta đập vỡ mảnh chai trộn với thuốc súng và nhét vào trong một cái ống tre dài như thế này. Tiếp đến chúng ta lại đập vỡ mảnh chai nhưng mảnh lớn hơn và dùng lạt gang cuốn xung quanh chiếc ống tre này. Mặc dù không gây tử thương, thế nhưng khả năng gây tử thương rất là lớn ạ. Sát thương rất là lớn ạ. Và sau đây thì xin mời đoàn mình chúng ta. 8.000 nhân dân đã mang báo mắt gửi đồng chí Văn Đăng tập trung gửi gai xuân nghe cả bộ đảng dự quyết, sau đó kéo về Hội Hương Nguyên để đưa sách. Và hoàng sợ trước khi thế đấu tranh của quân chúng thì thực dân Pháp đã cho máy bay bay để ném bom, làm nhiều người chết và bị thương. Đến 5 giờ chiều khi quần chúng nhân dân ra khâm lượng những người hy sinh buổi sáng thì một lần nữa thực dân Pháp lại cho máy bay bay để ném bom, tổng cộng làm 217 người chết, 125 người bị thương và hàng trăm người khác bị bắt giam. Và hiện trường thời lão Nguyên tan hoang sau cuộc đấu tranh biểu tình đã phơi bày tội ác tàn bạo của thực dân Pháp, làm chấn động dư luận trong nước và quốc tế. Và sau này thì Trung ương Đảng đã chọn ngày 12 tháng 9 hàng năm là ngày kỷ niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh ạ. Và đây thì xin được giới thiệu với đồng bên, đây chính là bức tượng đồng bản thân của đồng chí Nguyễn Công Sắc, là bí thư xứ ủy Trung Kỳ, là một người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bạch Mai Hà Nội, thế nhưng đã vào và cống hiến toàn bộ tuổi thanh xuân hy sinh ngay trên chính mảnh đất Nghệ Tĩnh này. Và vào năm 2002, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí, thì Hội Sử học Việt Nam đã phát động phong trào gọi là góp một giọt đồng đúc tượng danh nhân để thể hiện là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Và bức tượng này thì được đúc nên bởi giọt đồng đó, và đồng chí Nguyễn Công Sắc thì được xem là linh hồn của phong trào sống chủ nghĩa. Và tuy rằng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn từ năm 1930 đến tháng 4 tháng 5 năm 1931, thế nhưng phong trào sống chủ nghĩa đã đạt được những thành quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thi hành rất là đảm bảo, như là xuyên tạo án 8 người, trương trung 12 người bị tố. Và riêng tổng thống Nguyễn Hoa Kỳ thì năm 1932 đã từ tay ký lệnh giết án 1.360 chiến sĩ cộng sản. Và để dập tắt phong trào cách mạng Nghệ Tĩnh thì cuối năm 1930, thực dân Pháp đã chủ trương là đóng cửa trường học, biến trường học thành tài liệu của một hệ thống nhà tù và ban nhà đặc. Và đây thì giới thiệu với đồng minh, đây chính là mảng trưng bày giới thiệu với các bà mẹ Nghệ Tĩnh trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Đây chính là những cái bà mẹ tiêu biểu đã góp phần làm nên thắng lợi trong phong trào. Và đặc biệt giới thiệu với đồng minh, đây chính là chân dung của mẹ Võ Thị Túc, tức là mẹ Lộc, nhà ở xóm Thuyền Tạ, phố Đền Ngũ, thành phố Vinh. Và xin thưa với đồng minh là sau khi chồng bị tay giết hại thì mẹ đã nén nỗi đau để nuôi dạy hai người con lớn cùng mẹ bảo vệ cơ sở Đảng. Và nhà mẹ chính là cơ sở ấn bác tài liệu truyền đơn, cũng chính là cơ sở nuôi dấu cả người Đảng. Và tin tưởng mẹ thì Trung ương Đảng đã cử đồng chí Nguyễn Công Sắc, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và nhiều đồng chí khác về đây hoạt động. Và để có tiền giúp đỡ để cho Đảng hoạt động thì mẹ lúc bấy giờ đã phải đi bán hàng rong ở chợ Vinh trên phố để nhận để thập. Và việc làm của mẹ thì đã bị sở mật thám theo dõi và nhiều lần bắt cả ba mẹ con ở giam trong nhà Lao Vinh. Thế nhưng mẹ đã nén nỗi đau tình cảm riêng tư để bảo vệ cơ sở Đảng không bị lộ. Ở đây giới thiệu với đồng minh, đây chính là những cái bộ sưu tập đồ dùng sinh hoạt của quần chúng nhân dân phục vụ cả cán bộ Đảng trong quá trình Đảng ta rút lui vào rừng hoạt động của mình mạnh. Và sau đây thì giới thiệu với đoàn binh phòng thứ bảy chuyên về nhà Lao Vinh. Hello nha.
cho gửi các cô chủ cùng với các anh chị phòng trưng bày chủ đề nhà Quyền Minh. Đây là giới thiệu bởi Quyền Minh, đây chỉ là một bức tranh sau một tháng không công siêu chụp về toàn cảnh thành cổ Nghệ An vào năm 1998 chụp từ trên cao nhỉ. Vâng, nhìn vào bức tranh này thì không biết là Quyền Minh thấy thành cổ Nghệ An giống hình con gì ạ? Thành cổ Nghệ An giống với hình con chua. Vâng, con được gọi là quy thành tượng trưng cho sự trường tồn bền vững của thời gian. Và thành cổ Nghệ An thì có ba cửa, đó là cửa Thiên, cửa Tả và cửa Lũ. Và lúc này thì các đoàn mình đã di chuyển vào cửa Tả này. Đoàn mình nghỉ tại khách sạn Sài Gòn và Sài Gòn Kim Liên này, cho nên là đoàn vừa di chuyển vào cửa này. Ở đây thì xin chào với Đoàn Minh, đây chính là sa bàn của nhà Long Vinh. Nhà Long Vinh thì tồn tại từ năm 1931 cho đến năm 1945. Và chỉ tính từ phong trào văn thân cần vương chống Pháp đến cách mạng tháng 8 năm 1945 thì nhà Long Vinh đã giam giữ trên 6.000 chiến sĩ yêu nước và cách mạng. Nhà Long Vinh thì có diện tích là 19.500 m², chiều dài là 150 m và chiều rộng là 130 m. Xung quanh được bao bọc bởi tường cao 3 m, dày 0,4 m, và ở bốn góc tường thì có 4 bốt gác cao 6 m, chia làm 2 tầng, mỗi tầng thì đều có lỗ cho mai và binh lính thì thường xuyên thay nhau canh gác. Trên tường của nhà Long Vinh ban đầu cắm nhiều mảnh chai, thế nhưng sau khi nhà máy điện Vinh ra đời thì được thực dân Pháp thay thế bằng dây điện trần để tránh việc tù nhân vượt ngục. Ở trong nhà lao thì có các hệ thống nhà tù nhà giam giống nhau, đó là nhất đông nhất tây dùng để giam tù nhân nữ. Nhị đông nhị tây và xà lim ở đây được gọi là khu biệt giam, dành để giam tù chính trị, bị kết án trung thân hoặc là tử hình. Và tam đông tam tây, tứ đông tứ tây dùng để giam tù kinh tế, và số còn lại thì để giam các tù nhân bị kết án lại chống đối tại triều đình nhà Nguyễn và nhà nước bảo hộ Pháp. Và nhà Long Vinh là nơi giam giữ tù nhân, còn việc hỏi cung và tra tấn thì chủ yếu ở tòa mật thám hay còn gọi là sở ứng phóng. Tại đây thì chúng đã sử dụng các loại roi như là roi da bò, roi vận thừng, dùi cui đánh đập túi của tòa người tù. Và khi đánh chán bằng roi không lấy được lời khai thì thực dân Pháp đã lấy đinh đóng vào gậy và quất túi của tòa người tù. Mỗi lần quất gậy xuống, nhấc gậy lên là thịt da của người tù móc ra theo roi, máu từ chỗ bị đánh chảy ra thấm ướt cả sàn nhà. Bên cạnh đó, dân Pháp còn sử dụng những hình thức tra tấn hết sức là tàn bạo như là đốt 10 đầu ngón tay của người tù, bắt người tù lột thân, sau đó đổ xà phòng lên bụng dùng dây đinh dẫm cho máu mồm, máu tù chảy ra thấm ướt. Và với các chị em ở các góc tỉa đấy, thì thực dân Pháp đã sử dụng những hình thức tra tấn rất là đê hèn, bắt các chị lột thân, sau đó đứng trên tổ kiến lửa sợi đê hèn bọc, dùng sắt nung đỏ lên và dùng kim gẹt dí vào đẹp các chị em. Bên cạnh chính sách đánh chặn đường của đạn thì thực dân Pháp còn tra tấn chiến sĩ của chúng ta bằng con đường ăn uống, đó là ăn gạo mốc đầy trấu và sàn, nằm trên nền nhà xi măng, mùa đông về thì lạnh ngắt, mùa hè thì nóng như bình nhiệt độ. Và đây giới thiệu với các bạn, đây chính là bức Quỷ Thư, mô phỏng lại bức Quỷ Thư của đồng chí Nguyễn Quyết Lục. Xin thưa với đoàn mình là đồng chí Nguyễn Quyết Lục chính là người đã lãnh đạo công cuộc đấu tranh ngày 1 tháng 5, và sau khi bị lộ thì đồng chí đã thoát ly đi hoạt động tại khu mỏ Hòa Gai và sau đó bắt và dẫn về ra về nhà Long Vinh. Khi biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa thì đồng chí đã cắn bó tay lấy máu viết lên tường của nhà Long Vinh một bức Quỷ Thư: hỡi anh em thợ thuyền, dân cày, binh lính và những người lao động, chúng ta là những người bị áp bức bóc lột, chúng ta đấu tranh, chúng ta hy sinh tài sản và tính mệnh của chúng ta. Bọn đế quốc đã kết án tôi chung thân và đẩy tôi ra côn đảo nơi cuộc sống tàn bạo nhất. Nay chúng đem tôi về xử bắn, đời chiến đấu của tôi đến đây là hết. Trước khi chết, tôi kêu gọi toàn thể anh chị em hãy đoàn kết tất cả anh chị em vô sản và những người bị áp bức bóc lột. Chủ nghĩa cộng sản 1 năm, đảng cộng sản Đông Dương 13, Nguyễn Quyết Lục 13 tháng